Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Fisherman. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhớ vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mỗi khi mình ra video nha các bạn. Thì trong một thời gian vắng bóng khá là dài, đâu đó tầm 2 tuần, thì hôm nay mình cũng đã trở lại với Fisherman rồi nha các bạn. Và mình cũng đã cập nhật lên phiên bản Fisherman mới nhất rồi, đó chính là bản 7.2.2 nha các bạn. Đó, khá là xịn sò luôn. Thì người ta đã cập nhật thêm một vài thứ cũng như là fix một vài cái lỗi ở trong này. Ngoài ra thì game sát mình cũng đã cho lên bản 6.0.4 rồi nha. Mình cũng đã xóa một vài cái mod không có cần thiết rồi, chỉ giữ lại mỗi cái pixel extra này thôi nha các bạn. Ok, thì đó là những cái gì mới mẻ trong cái series Bismin này của mình. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành đi treo chuông cho Lucia nha các bạn. Đó, để mình lấy một mớ đất ra cái đã. Nửa stack đi, đó. Rồi, và đây chính là những cái chuông. Chúng ta có hai loại, đó chính là Clear Bell và Tidal Bell nha. Tidal Bell này dùng để triệu hồi Lucia, còn Clear Bell dùng để triệu hồi Ho-O nha các bạn. À, trong những lần livestream thì mình có đi lấy mấy cái này để mà về triệu hồi tụi nó đó. Chúng ta có thể tìm những cái Clear Bell cũng như là Tidal Bell ở những cái đương trình nha các bạn, những cái ngục tối. Đó chính là những cái công trình của Minecraft đó. Khoan đã, để mình đi ra mình đánh cái con boss này đi. Lâu lắm rồi tôi cũng chưa được đánh boss nè. Đây là Vivillon các bạn. Hình như là Vivillon tại cái vùng Plains thì phải. Thầy da quăng hoài mà không trúng vậy. May nè, trúng rồi các bạn ơi. Hên quá. Mình sẽ dùng cây kéo chữ X nè. X scissor. Cộng với đó là tiến hóa Mega để mà xử đẹp cái con này luôn nha các bạn. Mấy con này thì tôi làm nhanh thôi. Ồ, tính ra cũng không có nhanh lắm ta. Phải chứ hồi nãy mình dùng cái con Thunderous thì nó sẽ nhanh hơn đó các bạn à. Rồi, mình sẽ cho nó một hit nữa. Ngẫm củ tỏi luôn. Ồ, nó cho mình mấy món đồ nhưng mà mình không có cần thiết cho lắm. Ok, bây giờ đi về thôi các bạn ơi. Đó, nãy mình đang nói cách kiếm hai cái chuông đó. Chính là đi vào những cái ngục tối, những cái kiến trúc của Minecraft á. Đó, để chúng ta tìm nha các bạn. Ngục tối thì nó có mấy cái rương á. Khi mà mở rương thì tùy theo độ may mắn của bạn thì bạn sẽ được Clear Bell hoặc là Tidal Bell thôi nha. À, chúng ta sẽ làm một cái chỗ để mà treo chuông cái đã. Hình như như vậy là quá thấp, mình sẽ làm cho nó cao lên như thế này nha các bạn. Đó, mình sẽ treo một lần ba cái chuông cho Lucia luôn nha. Đó, đây là Tidal Bell nha các bạn. Ồ, xịn xò liền. Wow, một lần ba cái luôn các bạn ơi. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chờ đợi. Những cái chuông này nó sẽ phát sáng và nó rung lên nha các bạn. Thì nó chỉ có 1% cơ hội để mà phát sáng vào mỗi chu kỳ bình minh của mỗi ngày nha. Ồ, tức là vào buổi sáng đó các bạn à, bình minh. Ồ, kinh khủng lắm. Và khi mà cái chuông phát sáng á thì chúng ta còn phải chờ tới cái buổi hoàng hôn của cái ngày đó để cho legendary của cái chuông sẽ xuất hiện nha các bạn. Đó, khá là xịn sò luôn. Bây giờ thì mình sẽ đi phiêu lưu một xíu đã. Mình đang ở tại cái vùng Taiga nè các bạn. Có một con boss nè. Đây là Pachirisu. Mém xíu là lẹo lưỡi rồi. Mình sẽ dùng skill Z của con Thunderous này nha các bạn. Ồ, nửa cây luôn. Quá là xịn sò nha. Thêm một phát nữa. Ôi, lần này thì dùng Hidden Power nha các bạn. May đi con. Wow, cái hiệu ứng rất là đẹp luôn nha các bạn. Xịn vãi. Hidden Power. Dảnh củ tỏi liền. Quá là xịn sò luôn. Nó cho mình da thỏ cũng như là một cái tấm gì đó khá là dễ vỡ. Rồi, bộ cái hiêu một phát rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi tiếp thôi nha các bạn. Tiếp tục phiêu lưu nữa thôi. Thì tại cái vùng này nó sẽ xuất hiện Legendary Reserem vào ban ngày, cái vùng Mega Taiga Hill nha các bạn. Và Zekrom vào ban đêm đó. Ồ, chúng ta có những cái chest rất là nhiều luôn. Mình mới vừa thấy cái Poké chest nằm ở đây nè. Trời ơi,
mới vừa thấy nó nằm đâu đây. À, Master Jet sát bên luôn, nó cho mình skill Light Ring các bạn à. Nhưng mà mình sẽ không cần đâu. Nói chung mấy skill này chúng ta cứ bỏ đại vào trong ba lô. Về nhà rồi phân ra sao nha. Đó, phía bên đây nó lại còn thêm một cái Master Jet khác nữa nè. À, Elgium hả? Dứt mày luôn, ngậm củ tỏi liền các bạn ơi. Đây, một cái Master Jet khác nữa. Chúng ta sẽ cùng đi qua mở thôi. À, Cascoon ngẫm luôn. Mấy con này sao nó lì vãi chưởng các bạn ơi. Nó ăn rồi nó cứ thách đấu mình hoài à. Đây rồi, Master Chess liệu có gì nào. Ta-la! Và chúng ta được skill Dragon Punch. Ồ, skill này cũng khá là mạnh đó. Cũng khá là xịn sờ thôi. Ở bên đây còn thêm một cái. Ồ, và nó đã xuất hiện thêm một cái con boss các bạn ơi. Đây là Ferocious nha. Mình vừa định nói là nó còn thêm một cái Master Chess khác nữa. Nhưng mà thôi kệ, chúng ta sẽ xử cái con Ferocious này trước nha. Hidden Power. Ồ, mất có một xíu máu thôi. Lần này mình sẽ dùng tuyệt kỹ Z luôn. Mày nè con, một khúc máu luôn. Quá đã. Rồi, lần này tiếp tục Hidden Power, ngụm nó luôn rồi. Đây, Master Chess phía trước mặt nè các bạn ơi. Chúng ta sẽ cùng đi qua lấy luôn nha. Tiếp tục cái công việc này thôi. À, đâu rồi? Master Chess. Nó nằm ở dưới đây hả ta? Đúng rồi các bạn ơi. Nằm tuốt ở dưới luôn. Và chỗ này không phải là cái lối để vào rồi. Mình phải tìm cái lối vào thích hợp đã. Đây rồi các bạn à. Ta-da! Mega Kick. Ồ, quá ngon luôn. Trên đây nó lại còn thêm một cái Poker Chess nữa nè. Chúng ta sẽ lên lấy Poker Chess luôn nha. Poker Chess. Lâu rồi không bình luận lại, tôi muốn lẹo cái lưỡi luôn à. Ô, và Legendary NT đã xuất hiện rồi các bạn ơi. Con này nó ra hoài luôn á. Trời đất ơi. Con NT này thì mình đã có rồi các bạn à. Và nó đã xuất hiện đâu đó trên dưới 5 lần rồi á. Lạy luôn. Đây, NT đấy các bạn ơi. Nằm ở dưới đây nè. Mày nè con, để mình xử nó luôn nha các bạn. Mình có rồi mà, đâu có cần thêm một con nữa đâu. Xử mới luôn nè. Dảnh củ tỏi nó rồi. Trời đất ơi, ăn rồi cứ xuất hiện vài luôn. Thôi kệ nó các bạn à. Rồi chúng ta lại tiếp tục cái cuộc phiêu lưu nữa thôi nè. Khi cởi cái em Thunderous này á, thì mình phải dùng cái góc nhìn khác đó các bạn ơi. Đây là cái góc nhìn thứ ba nha. Chứ xài cái góc thứ nhất thì nó sẽ bị che hết tầm nhìn của mình đó. Phía bên này nó có một cái Poker Chess nè. Chúng ta sẽ cùng đi qua luôn nha. Ôi, có vẻ nó khá là giật lắc ha. Ui, cái Poker Chess này thì nó nằm ở cái vùng. Ô, và chúng ta đã phát hiện ra một cái vùng khác nè. Có con boss Pinsir luôn. Hình như đây là boss Mega các bạn à. Chúng ta khám phá ra cái vùng jungle anh em à. Để mình đu dây xuống coi. Làm người rừng. Đây là Pinsir. Ui, và là boss Legendary luôn các bạn. Boss hàng xịn đó. Hy vọng mấy em Pokemon của mình có thể đánh bại được nó. Mình không có đem Pokemon xịn ra cho lắm. Còn để những cái em Pokemon level thấp để mà luyện cấp cho nó thôi. Metal Claw. Ôi không được rồi bạn ơi. Cấu của nó một xíu máu thôi à. Đây, Hydro Voltage. Ôi cũng không được. Kẹo dẻo hả? Mình sẽ xài tuyệt kỹ Z với skill hệ giác đấu luôn nha các bạn. Hy vọng thành công. Ôi không được rồi. Khó vậy. Nigroma. Ôi vẫn chưa cấu được nó luôn. Lần này thì là Thunderous nha. Mày một kill dảnh cứu tỏi luôn. Ôi vãi chưởng à. Trời, quý vị dùng cái con Thunderous từ sớm là được rồi. Đỡ mất công không. Ôi bây giờ là thời điểm đang là 21.314 rồi bạn ơi. Trời nó sắp bình minh rồi. Chắc chúng ta còn phải trở về nhà nhanh thôi nè. Để mà kiểm tra coi những cái chuông đó, nó đã bắt đầu rung chưa nha. Nên nhớ là lúc bình minh các bạn phải đi về nhà sớm nha các bạn. Để mà canh coi cái chuông nó có rung và nó phát sáng không nha. Rồi đi về nhà thôi anh em ơi. Đâu rồi
nhà của tôi. Hy vọng là kịp lúc các bạn ạ. Ôi đây, những cái chuông nó vẫn chưa có động tĩnh gì. Chúng ta sẽ chờ nó một xíu nha các bạn. Thì theo như mình nói, những cái chuông này á, chúng ta có thể tìm thấy ở trong ngục tối. Đó, đó là một trong 7 cái kỳ quan, 7 hay là 8 gì đó của Minecraft nha các bạn. Mình cũng không có nhớ lắm. Ngục tối. Và khi mà mở rương á, thì nếu mà may mắn các bạn sẽ gặp được một trong hai loại chuông, đó chính là Lý Bell hoặc là Tidal Bell. Hoặc cũng có thể các bạn sẽ gặp hai cái chuông trong một cái rương luôn. Đó, cũng không biết được. Để từ từ đã, mình lấy cái con Asus ra. Cũng như là mình sẽ lấy một cái đĩa hệ bóng tối nha các bạn. Đĩa hệ bóng tối đâu rồi? Đây, Red Plate. Mình đeo cho nó. Đó, nhìn nó ngầu lòi hơn liền các bạn ơi. Đây, và Asus của mình nó đã chuyển sang hệ bóng tối rồi đó. Rồi, thì những cái chuông này á, khi mà treo như thế này, nó sẽ có 1% cơ hội rung lên và phát sáng vào cái lúc bình minh nha các bạn. Và khi mà nó đã rung và phát sáng như vậy rồi, thì vào lúc hoàng hôn của cái ngày đó, nó sẽ triệu hồi ra một trong hai em Lucia và Ho-Oh nha. Nếu bạn treo Tidal Bell thì nó sẽ triệu hồi Lucia, còn treo Clear Bell thì nó sẽ triệu hồi Ho-Oh nha các bạn. Đó, chỉ với 1% thôi. Khá là khó khăn luôn. À, và kể từ cái bản 7.0.8 trở đi á, thì ví dụ chúng ta treo hai loại chuông luôn, mà một cái loại rung thì cái chuông còn lại nó sẽ không có rung nữa nha các bạn. Đó, ví dụ chúng ta treo cùng lúc Clear Bell và Tidal Bell, nhưng mà chỉ một mình Clear Bell rung thì Tidal Bell nó sẽ không rung luôn nha các bạn. Nhưng mà nếu các bạn may mắn thì hai cái loại đó nó sẽ rung một lần luôn. Nói chung đó là chính là những thay đổi của những cái chuông của tòa tháp đó, từ bản 7.0.8 trở đi nha. Rồi, mặt trời nó đã lên rồi, nhưng mà mấy cái chuông này nó vẫn chưa có động tĩnh như các bạn ơi. Ui vãi thật, 1% khó vậy. Và bây giờ nó đã quá cái thời gian bình minh rồi, chắc mình sẽ tiếp tục đi phiêu lưu nữa nha. Đây, trước mặt mình có một em boss, đó chính là Big Reel. Mình phải đổi tấm plate hệ lửa cho Asus nha các bạn. Đó, hay còn gọi là cái đĩa lửa cho Asus đó. Chức mình phán xét đó các bạn ơi, phán xử chứ. Một khúc máu luôn, quá xịn sò. Mình sẽ dùng skill chức mình này một lần nữa nha. Rồi, nó dảnh củ tỏi thôi. Họ nó cho mình một cái đĩa khác nữa, nhưng mà mình không có cần đâu. Trời đất ơi. Ôi, và trời nó sắp chuyển sang hoàng hôn rồi. Cũng không có gì đặc biệt các bạn à. Mình lại đang phiêu lưu ở tại cái vùng Mega Taiga này nè. Và hình như cái em Asus của mình nó có skill tăng tốc độ khi cưỡi đó các bạn ơi. Đây, để mình thử dùng coi. Bay quá là xịn luôn. Ây da da, trời đất ơi, tôi tăng tốc cỡ này mà cái con này nó vẫn thách đấu mình được nè. Hút hút thì dứt nó mới được các bạn ơi. Hai bơ bim đó. Ôi, cái hiệu ứng skill nó đã vãi các bạn ơi. Xịn vãi. Trời ơi, mới vừa tăng tốc một xíu thôi mà nó đã bắt mình lại rồi. Tính thông chốt mà không thành công các bạn ơi. Dưới đây có một con đi linh nè, một con nai, con hưu, con nai gì đó. Đây, dứt nó luôn nha. Ui, nó chết queo luôn rồi. Và nó cho mình một cái rare candy, quá xịn luôn. Tí mình sẽ dùng nâng cấp cho cái con Thunderous nha các bạn. Bên đây lại thêm một em boss nữa. Đây là Liga. Ui, boss đâu mà nhiều vậy. Liga. Ây da, nó chạy vòng vòng không nha. Bắt nó lại. Đây, con này cũng là boss thường thôi các bạn ơi. Và có vẻ nó không có xi nhê cho lắm ha. Mày nè con, cái skill Dream Beat nó
Câu ít máu quá vậy. Thử chức mình coi. Trời ơi, chức mình. Biết vậy dùng từ đầu cho rồi. Ô, lại một cái con boss khác nữa các bạn ơi. Đây là Sid Dot nha. À. Ôi, Rippin. Thách đấu mình các bạn à. Nó cấp thấp mà nó láo vậy. Đây, em Sid Dot của chúng ta đây rồi. Ô, sao quăng không trúng vậy? Ôi, chắc nó bị lắc hay cái gì đó các bạn à. Chết queo luôn. Ồ, nó cho mình Jago Berry cũng như là một cái kính. Rồi, mình sẽ tiến hành cất hai cái này vào nha các bạn. Quá xịn sò luôn. Ây da da. Spinarak hả? Dứt nó luôn. Ui nó... Nó cho độc mình kìa các bạn ơi. Dám làm nhiễm độc tôi hả? Ồ, có con hút hút nữa kìa. Mấy con này nó phá mình vãi chưởng. Mới xong cái con hút hút kìa, lại tới con đi linh. Đây, tôi cần đấu với con hút hút boss này nè, chứ không phải là mấy con Pokemon thường đâu. Nó ở dưới các bạn ơi. Đâu rồi, em hút hút của chúng ta đâu rồi? Mới thấy nó ở trên cây mà. À đây, nó đã chạy xuống tuốt dưới đây rồi. Thêm em Laiga nữa. Rồi em toàn cản đường mình thôi. Hút hút nè. Lần này mình sẽ sử dụng skill hệ điện cho nó ngậm luôn. Ồ, quá xịn luôn các bạn ơi. Và chắc bây giờ mình sẽ đi trở về nhà để kiểm tra coi những cái chuông nó đã rung chưa nha. Hy vọng là kịp lúc các bạn ạ. Ba cái chuông nó vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Chúng ta sẽ chạy vòng vòng cái khu vực này coi. Với tỷ lệ 1% thì nó cũng rất là hiếm luôn nha các bạn. Ồ, trước mặt chúng ta có một con boss nè. Rattata. Sự đẹp nó luôn nha các bạn. Ở đâu rồi? Trốn hả? Thành boss rồi trốn. Trốn nè, chết queo luôn. Có con Tinamo nữa bạn. Và như nó đang ở dưới chân mình nè. Chắc mình sẽ không đấu với nó đâu. Mất công đào xuống lắm. Thôi, để chạy về coi những cái chuông như thế nào nha. Có một ông... À, tới là một cậu bé. Nhà huấn luyện Pokemon. Dứt luôn nha các bạn. Ui, con này nó trâu quá vậy. Trâu thì đập cũng chết thôi. Đây, Spearow mình sẽ chuyển qua Thunderous để mà giật điện đó nha các bạn. Này thì Spearow nè. Spearow cẩm củ tỏi luôn. Thôi, chạy về lẹ các bạn ơi. Coi mấy cái chuông nó rung chưa đã. Có vẻ như nó vẫn chưa rung anh em à. Trời đất ơi, và mặt trời nó cũng đã lên luôn rồi. Cái thời hạn bình minh nó cũng đã hết rồi các bạn à. Trời đất ơi. Thôi, chắc mình sẽ đi phiêu lưu tiếp tục thôi. Ngày thứ hai chưa có gì. Và đây là ngày thứ ba nha các bạn. Đây. Hoàng hôn sắp đến rồi các bạn ơi. Ồ, mặt trời sắp lặn rồi nè. Bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để mà đi bắt Legendary nha. Đó, chúng ta sẽ đi qua cái vùng Sunflower Plains nha các bạn. Ồ, thời điểm này á là thời điểm rất là thích hợp để bắt hai loại Legendary. Đó chính là Cosmog và Kyurem nha các bạn. Và để chúng ta chạy vòng vòng coi thử coi. Bên này thì mặt trời nó chưa chịu lặn ha. Sắp lặn rồi các bạn à. Rồi chúng ta phải về lại cái vùng Sunflower Plains thử coi. Sunflower Plains. Wow, cái vùng này nó to vãi chưởng vậy. Nó xuống tuốt dưới này luôn nè. Chúng ta sẽ đi vòng vòng coi. Thì cái con Cosmog á nó sẽ xuất hiện tại cái vùng Sunflower Plains này nha các bạn. Vùng đồng hoa mặt trời á. Vào cái lúc bình minh và hoàng hôn nha. Ồ, nói chung là cái khoảng thời gian xuất hiện nó rất là ngắn luôn. Hy vọng chúng ta... Ủa đây rồi. Và cuối cùng nó cũng đã xuất hiện rồi các bạn ơi.
À cái con Floresty này, đi chỗ khác coi, để tôi đi bắt huyền thoại mới được. Ui, để mình coi nó như thế nào cả. Và đây là cái hình dạng của Cosmos đó các bạn ơi. Ui, lần đầu tiên mình thấy nó luôn á các bạn. Ui, nhìn đã với trưởng. Con này thì chỉ mới cấp 15 thôi, chắc mình sẽ phone sweep nó và bắt nó lẹ luôn nha. Nhìn đẹp vãi các bạn à. Đầu tiên thì mình dùng quả Whipball trước đi. Whipball không thành công rồi. Với cấp 15 thì chúng ta sẽ sử dụng Liverball luôn nha các bạn. Quá là đơn giản thôi. Liverball thẳng tiến. Yes, chỉ với hai quả thôi và chúng ta đã bắt được em Legendary Cosmos rồi các bạn ơi. Ui, và bây giờ cái Pokédex của mình nó đã lên được 95%. 769 em Pokemon trên 809 con. Tức là mình chỉ còn thiếu 40 con nữa thôi các bạn à. Ui, quá đã luôn. À, với con này nó sẽ tiến hóa lên con Cosmoem khi mà nó đạt level 43 nha các bạn. Cũng rất là xịn sò đó. Đã vãi. Ôi, bình thường mình hay xui với vụ này lắm mà ta. Sao hôm nay nó hên quá vậy. À, và cái con Cosmos này mình còn phải bắt hai con luôn các bạn à, chứ không phải là một con đâu. Tại vì một con Cosmos thì nó có thể tiến hóa lên một cái con Lunala hoặc là Singaleo thôi. Tức là chúng ta phải còn có hai con để mà có đủ cái bộ đôi đó các bạn ạ. Thiệt là đen đuổi. Rồi, để mình cho Thunderous lên cấp luôn nha. Đây là cấp 95 của Thunderous. Chỉ còn 5 cấp nữa thôi thì mình sẽ cất nó vào trong PC luôn nha các bạn. Rồi, chắc mình sẽ cất Ashes vào và lôi con Cosmos ra. À, ghi nhầm. Đây, Cosmos. Ui, xịn vãi. Nó chỉ có một skill thôi bạn ơi. Con này mới cấp 15 thôi à. Vãi chưởng thiệt. Để mình coi. Kích thước huge. Con này thì trừ defense nhưng mà cộng special defense. Nói chung là cũng khá là tuyệt các bạn à. Nhìn nó đẹp vãi. Con này. Vậy là cái nào là cái mặt của nó. Hay. Một bên nó có một chấm nè. Bên kia thì nó có đâu đó 4 chấm như vậy. Để mình coi thử cái mặt của nó là cái nào nha các bạn. Con này khó phân biệt quá vậy. À, hình như có vẻ là cái bên 4 chấm rồi các bạn à. Đây, để mình kêu nó lại đây. Nó chạy, nó chạy tới hướng này là biết đây là cái mặt của nó rồi các bạn à. Ui vãi chưởng à. Tại vì lần đầu tiên mình gặp cái con này á, nên là mình cũng không có phân biệt được nó. Rồi, để mình cất con Scissor vô nha các bạn. Chúng ta thì sẽ lôi con Ashes ra nha. Khi nào có Pokemon mới xuất hiện á thì mình sẽ lôi Scissor ra. Ui, và những cái chuông. Đây là ngày thứ 3 mà mình treo chuông nha các bạn. Hiện tại đang là lúc bình minh nha. Trời ơi, hy vọng là những cái chuông này nó sẽ rung lên và nó phát sáng ra nha các bạn. Ui, nó sắp qua cái khúc bình minh rồi. Và mấy cái chuông nó vẫn chưa chịu rung các bạn ơi. Chúng ta sẽ cố đợi một xíu nữa nha. Wow, hôm nay đi tìm Lugia mà ai về nó ra con Cosmos các bạn à. Chính xác là đi triệu hồi Lugia đó. Nói chung là cũng khá là tiện thôi. Hiện tại thời gian đang là 96 các bạn ơi. Thời gian mà quá 300 thì nó sẽ không còn tính là lúc bình minh nữa nha. Và có vẻ như là mặt trời nó đang lên rồi các bạn à. Cái thời điểm bình minh nó đang dần kết thúc rồi. Ngày thứ 3 và vẫn chưa có động thái gì từ những cái chuông của Lugia nha. Và đây là em Cosmos của chúng ta. Nhìn xịn vãi chưởng. Cosmos. Ôi, nhìn nó có sao nè các bạn ơi. Nhìn rất là đẹp luôn. Wow, nhìn nó xịn kinh khủng luôn nha. Để mình coi thử khi nào cái con Cosmos nó sẽ tiến hóa luôn nha các bạn.
Ồ, và Cosmoem nó sẽ tiến hóa khi nó đạt level 53 nha. Tiến hóa ban ngày thì nó sẽ thành con Singeleo, và tiến hóa ban đêm nó sẽ thành Lunala nha các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất từ kênh mình nha. Ngoài ra nhớ comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới video này và like Bay Fury Gaming để mà cập nhật thêm tịch ra video nữa nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.